Nhà đất Phú Hưng xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách một căn nhà ngang 5 dài 18, đúc một lầu một trệt, mặt tiền đường nhựa 7m, khu dân cư, cách chợ Đại Hải khoảng 200m, sổ hồng riêng, khu dân cư rất đẹp, thoáng mát, an ninh. Vị trí cách đường Phan Nguyên Hớn khoảng 100m, rất gần nhà quý khách. Đây, cách đường lớn một chút xíu thôi. Giá 3.790.000, bán bao sang tên. Quý khách đang tham quan mặt tiền căn nhà. Mọi chi tiết thì quý khách liên hệ số điện thoại 0936 030 616. Chúng tôi sẽ tư vấn và dẫn quý khách xem nhà trực tiếp. Quý khách có thể add Zalo và để được tư vấn. Và quý khách đăng ký kênh Nhà đất Phú Hưng bán nhà Hóc Môn để cập nhật các video mới nhất về nhà bán đất bán giá rẻ tại khu vực Hóc Môn, quận 12, Tân Bình, Tân Phú. Và quay trở lại căn nhà này, đây là khoảng không phía trước của căn nhà hiên sân trước. Nhà này thiết kế rất sang trọng nha quý khách, ốp gạch ốp đá đầy đủ, phía tường phía trước cũng ốp gạch luôn, cổng cũng ốp gạch, trang trí rất sạch đẹp chắc chắn. Sổ hồng riêng giá 3.790.000 đồng, ngang 5 dài 18m, phòng khách rất rộng rãi. Đây là trần thạch cao, hệ thống đèn chùm, đèn led đó nha quý khách, tiết kiệm điện. Tầng trệt thì một phòng khách, một phòng bếp, một toilet. Đây là đèn chùm. Cầu thang là bằng gỗ. Tầng trệt thì cũng có một phòng ngủ ở phía dưới. Nhà này thì tặng một số nội thất nha quý khách. Vị trí nằm hẻm của đường Phan Văn Hớn, gần ngã ba Trần Văn Mười, Phan Văn Hớn. Cách chợ Đại Hải khoảng 200m. Vị trí rất gần, khu dân cư sung, ổn định, an ninh. Khu dân cư có camera gắn sẵn hết, rất an ninh. Đây là phòng khách, xem lại phòng khách của căn nhà. Có rèm cửa rồi đầy đủ, đẹp. Đường nhựa 7m nha quý khách, xe hơi lưu thông thoải mái. Và chúng ta cùng tham quan bếp của căn nhà. Không gian bếp có tủ bếp gắn sẵn. Và đây tặng một máy lạnh Toshiba. Toshiba thương hiệu OK, rất bền. Tủ bếp sạch sẽ đẹp. Ở dưới có một phòng ngủ cho người lớn tuổi, nít, em bé ngủ OK. Đây là phòng ngủ phía dưới. Có một giếng trời phía sau và bồn rửa mặt. Đây là giếng trời, lấy không khí trong lành, ánh nắng gió lưu thông phong thủy. Có một toilet phía sau cầu thang nha quý khách. Một chi tiết thì quý khách hãy liên hệ số điện thoại 0936 030 616. Chúng tôi có nhận cái gửi nhà đất qua Zalo và kính mời quý khách hãy add kênh Nhà đất Phú Hưng để cập nhật các video mới. Quý khách cùng chúng tôi tham quan tầng 1 của căn nhà nhé.
Quý anh chị và các bạn vừa tham quan căn nhà ngăn 5 và 18, trúc một lầu một trệt, sổ hồng riêng, bản bao sang tên, giá 3.790 triệu, ở gần đường Phan Văn Hớn. Một chi tiết thì hãy liên hệ số điện thoại nhé quý khách. Xin kính chào và cảm ơn quý khách.